Hoàng Diệu là vị đại thần nổi tiếng cương trực, thanh liêm và hết lòng vì dân của triều đình nhà Nguyễn. Ông được dân chúng ở các địa phương nơi ông trị nhậm yêu quý, kính trọng. Trong trận chiến giữ thành Hà Nội lần thứ hai năm 1882, tướng Hoàng Diệu đã chiến đấu dũng cảm để bảo vệ thành. Khi thành Hà Nội thất thủ, ông đã tuẫn tiết để không rơi vào tay giặc. Hoàng Diệu sinh ngày 10 tháng 2 năm Kỷ Sửu, tức ngày 14 tháng 3 năm 1829. Tên thật là Hoàng Kim Tích, tự là Quang Viễn, hiệu là Tĩnh Trai. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho giáo tại làng Xuân Đài, xã Điện Quang, tỉnh Quảng Nam, nay là thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Kim Tích, con nghỉ ngơi ăn cam đi cho mát. Mẹ ngồi xuống đây. Cha mẹ may mắn sinh ra được 6 anh em con. Đứa nào đứa ấy ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ học hành. Các anh của con đều đã đỗ đạt, con nhất định phải theo gương các anh. Khoa thi sắp tới con sẽ cố gắng thi đỗ. Mẹ rất vui, mẹ mong các con của mẹ đỗ đạt thành danh, sau này có cuộc sống vui vẻ an yên. Nhưng đã là người có danh có chức thì phải làm việc có ích cho dân cho nước mới được. Mẹ yên tâm, con trai của mẹ sẽ thi đỗ rồi làm một vị quan tốt, một vị quan thanh liêm. Vào năm Tự Đức thứ 6, 1853, Hoàng Diệu thi đỗ ất khoa lễ vi. Ông ra làm quan dưới triều Nguyễn và trải qua các chức tri phủ Lạng Giang, án sát Tam Định, rồi bố chính Bắc Ninh. Năm 1877, ông được thăng làm thự tham tri bộ hình. Bẩm ông, có ông Nguyễn đại nhân tới ạ. Hãy dâng trà cho Nguyễn đại nhân, ta sẽ ra ngay. Dạ vâng thưa ông. Thời gian trôi nhanh, ông cũng đã trở lại Huế được một năm rồi. Tôi ra làm quan ở các địa phương đã lâu, nay trở lại Huế nhậm chức. Vì công việc của hình bộ bận rộn nên cũng chưa có thời gian thăm thú Huế. Từ khi quân Pháp xâm lược nước ta, những người làm quan như tôi với ông nào có lòng riêng mà nghĩ tới việc thăm thú đây đó. Nghĩ tới vận nước thôi cũng đã đau thắt lòng. Âu cũng là thời thế thế thời. Chúng ta ở chức phận nào thì làm cho hết trách nhiệm vì dân. Còn nghĩ tới vận nước, đúng là ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên giấc. Trong triều phe chủ hòa luôn vì lợi ích của mình mà xúi bẩy nhà vua ngày càng nhân nhượng người Pháp. Phe chủ chiến dù quyết liệt đến đâu cũng khó lòng chống lại. Lực bất tòng tâm, nhưng tôi sẽ không thể ngồi yên để nhìn lũ giặc và tay sai hoành hành trên đất của ta. Từ chức tham tri bộ hình rồi đổi sang lại bộ kiêm quản đô sát viện, phàm có việc thuyên chuyển đề cử, Hoàng Diệu đều làm việc rất công bằng nên quan lại trong triều đều khen là liêm chính. Đến năm 1880, ông được thăng làm tổng đốc Hà Ninh. Cuộc đời và sự nghiệp của tướng Hoàng Diệu sẽ tiếp diễn như thế nào, mời quý vị và các bạn theo dõi ở tập sau. Trước dã tâm của thực dân Pháp, việc chấn giữ thành Hà Nội trở thành nhiệm vụ cấp bách, khó khăn và nguy hiểm. Nhiệm vụ ấy được vua Tự Đức giao phó cho Hoàng Diệu. Năm 1879, Hoàng Diệu được bổ làm tổng đốc Hà Ninh, quản lý vùng trọng yếu nhất của Bắc Bộ là Hà Nội và phụ cận. Ông đã chỉ đạo quân dân Hà Nội quyết tử chống lại quân Pháp. Vừa rồi tôi cùng Tổng đốc Sơn Tây Nguyễn Hữu Độ đã đi khảo sát các nơi hiểm yếu của Hà Nội và các vùng phụ cận. Tôi nhận thấy lực lượng trấn thành binh mỏng, khí thô. Nếu quân Pháp đem quân tấn công thành Hà Nội như hồi năm Quý Sửu, thì chúng ta sẽ không thể chống cự được. Dạ bẩm Tổng đốc, bọn chúng có pháo lớn, lại có thuyền chiến hiện đại tối tân. Việc giữ thành Hà Nội quả thật quá khó khăn. Tổng đốc, chúng ta cần thêm vũ khí và bố phòng thành lũy kiên cố mới được. Thưa Tổng đốc, tuy quan quân của ta không mạnh bằng quân giặc, nhưng ý chí chiến đấu của chúng ta thì luôn làm chúng khiếp sợ. Chỉ cần quân tướng của ta kiên gan bền bỉ, quyết tử chống lại quân thù, thì kẻ thù có mạnh đến đâu cũng không thể khuất phục được. Mọi người đều nói rất đúng. Chúng ta có những lợi thế riêng, nhưng cũng có những khó khăn rất lớn. Tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ để đưa ra các phương án phòng thủ. Giữ thành Hà Nội và phối hợp với các vùng lân cận, giữ được Bắc Thành. Trước tiên chúng ta cần khẩn trương xây dựng, sửa chữa và củng cố thành lũy, huấn luyện binh sĩ sẵn sàng nghênh địch. Tuân lệnh Tổng đốc. Kéo đi, kéo lại.
Tổng đốc, việc tu sửa thành lũy đang được tiến hành rất khẩn trương. Hy vọng thành lũy của chúng ta có thể cản được đạn pháo của quân Pháp đánh vào thành. Rất tốt. Chỉ cần chúng ta đồng lòng đồng sức, tôi tin một ngày không xa, quân giặc kia sẽ phải đại bại mà quay về nước thôi. Tổng đốc, quân sĩ tập luyện cũng rất hăng hái, đã tiến bộ hơn rất nhiều. Ngoài luyện tập võ nghệ, thì các tướng và binh sĩ đều phải rèn luyện binh pháp, chiến thuật đánh trận. Có như vậy mới có thể ứng phó được quân địch mạnh. Dạ vâng, thưa Tổng đốc. Các binh sĩ đều có kế hoạch tập luyện và học chiến thuật đầy đủ. Tuy nhiên, vũ khí của chúng ta còn thô sơ, e rằng... Ta đã dâng sớ lên Thánh Thượng, xin chi viện thêm súng đạn vào binh sĩ. Hy vọng sẽ sớm được hồi âm. Tổng đốc Hoàng Diệu lại xin thêm chi viện lực lượng. Thánh Thượng, việc này nhất quyết không được đâu. Quân Pháp rất mạnh. Dù có bao nhiêu quân lính, bao nhiêu vũ khí thì cũng không đấu nổi pháo súng của chúng đâu. Càng chống lại chúng thì triều đình ta càng tổn thất mà thôi. Chẳng phải hồi năm Quý Sử, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương quản lãnh binh lính với lực lượng không nhỏ, ấy vậy mà cũng mất thành Hà Nội trong chốc lát đó sao? Chậm làm sao hao binh tổn tướng vào việc đã nhìn thấy trước đại bại được. Phải xem Hoàng Diệu bố phòng sao đã. Thánh Thượng quả thực sáng suốt. Mặc dù Tổng đốc Hoàng Diệu nhiều lần dâng sớ xin triều đình chi viện, nhưng khi ấy Pháp đã chiếm trọn Nam Bộ, triều đình Huế hoảng loạn, nội tình mâu thuẫn rối ren, phe chủ hòa lấn lướt phe chủ chiến. Bởi vậy sớ dâng của ông không được hồi âm. Tướng Hoàng Diệu tiếp tục giữ thành Hà Nội như thế nào, mời quý vị và các bạn theo dõi ở tập. Để thực hiện dã tâm thôn tính Bắc Kỳ, quân Pháp tìm cách gây sự hòng đưa quân ra Bắc. Năm 1882, lấy cớ Việt Nam vi phạm Hiệp ước 1873, giao thiệp với Trung Hoa và dung túng quân Cờ Đen ngăn trở việc đi lại của người Pháp trên sông Hồng, đại tá Henri Rivière đã đem 400 quân sĩ ra Bắc chờ lệnh. Trước tình thế đó, Tổng đốc Hoàng Diệu đã hạ lệnh giữ nghiêm thành Hà Nội sẵn sàng chiến đấu. Ngài Henri Rivière, chúng ta đang ở cách thành Hà Nội chỉ có 5 km. Tại sao không nổ súng luôn, khiến quan quân Hoàng Diệu trở tay không kịp? Việc tấn công thành Hà Nội không có gì là khó, nhưng ta cần một cái cớ để bọn chúng ngoan ngoãn quy phục mà dâng thành, chẳng phải tốt hơn hay sao? Người nước Nam đã vi phạm hiệp ước ký với chính phủ Pháp. Bọn chúng không những giao thiệp với người Trung Hoa, mà còn dung túng cho đám quân Cờ Đen ngăn trở việc đi lại của chúng ta trên sông Hồng. Đây chẳng phải là lý do rất chính đáng để chúng ta chiếm lấy thành Hà Nội hay sao? Đó là lý do để triều đình Huế không có cơ sở nào phản bác lại quân ta. Nhưng quan binh giữ thành Hà Nội rất ngoan cố. Bọn chúng sẽ không dễ dàng để chúng ta lấy thành như vậy đâu. Có lẽ bọn chúng đã quên trận đánh thành Nam Quý Sửu trong 1 giờ đồng hồ. Ta đã có cách để xem động thái của đám quan quân giữ thành Hà Nội như thế nào. Tình hình rất nguy cấp nên ta mới triệu tập các ông tới đây giờ này. Tổng đốc, có phải việc Pháp phái 400 quân sĩ dưới sự chỉ huy của đại tá Henri Rivière đã ra Bắc? Chúng đang đóng quân tại đồn thủy. Chúng có thể nổ súng chiếm thành bất cứ lúc nào. Tổng đốc, bọn chúng hàng ngày còn mang khí giới đi lại ngoài thành, phong ngôn là vào thành đóng quân nữa. Tổng đốc, bây giờ phải làm sao? Phải phòng bị nghiêm cẩn, hạ lệnh giới nghiêm toàn thành Hà Nội. Ta sẽ cho người báo cho Tổng đốc các tỉnh xung quanh sẵn sàng chiến đấu. Ta cũng sẽ gửi mật thư yêu cầu triều đình gửi viện binh. Thưa Thánh Thượng, không thể chi viện cho Bắc Thành được. Nếu có bất cứ sự điều động binh ở vùng nào, cũng nguy cơ bị quân Pháp đánh. Hơn nữa, quân Pháp đã đóng binh ở đồn thủy, chỉ cách thành Hà Nội 5 km. Nước xa làm sao cứu được lửa gần. Đúng vậy, thưa Thánh Thượng. Nếu triều đình chi viện cho Tổng đốc Hoàng Diệu lúc này sẽ làm mất lòng người Pháp. Như vậy, ngai vàng và triều đình ta đều bị đe dọa. Cái được không bù được cái mất. Hơn nữa, chắc gì quân chi viện của triều đình tới thì Hoàng Diệu sẽ giữ được thành. Lời các khanh nói đều có lý, nhưng không lẽ chấm để Hoàng Diệu cùng binh sĩ Bắc Thành phải đơn độc chiến đấu chống quân Pháp sao? Thánh Thượng, Tổng đốc là người mưu lược nhưng cứng nhắc. Ông ấy sẽ không nhượng bộ quân Pháp, kể cả khi triều đình không chi viện. Chấm cũng nhận thấy, dù không chi viện thì số lượng quan binh Bắc Thành cũng lớn gấp nhiều lần 400 quân sĩ Pháp.
để xem Hoàng Diệu bố trí phòng bị ra sao trong tình thế này. Trước tình thế cam go của thành Hà Nội, vua Tự Đức cùng phe chủ hòa chỉ lo là mất lòng người Pháp sẽ không bảo toàn được ngai vàng và triều đình. Không những không gửi thêm viện binh mà vua Tự Đức còn hạ chiếu của trách Hoàng Diệu. Tổng đốc Hoàng Diệu sẽ làm gì để giữ thành Hà Nội? Mời quý vị và các bạn theo dõi ở tập sau. Thấy rõ triều đình Huế đã rệu rã tinh thần chiến đấu, ngày 25 tháng 4 năm 1882, đại tá Henri Rivière đã cho tàu chiến áp sát thành Hà Nội và gửi tối hậu thư cho tổng đốc Hoàng Diệu. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, tổng đốc Hoàng Diệu đã phái quan ám sát Tôn Thức Bá đi điều đình với quân Pháp để tránh thương vong. Đại tá, nghe nói tổng đốc thành Hà Nội là Hoàng Diệu đã cho người về Huế xin thêm viện binh, bọn họ vẫn cứng đầu giữ thành. Xin thêm viện binh ư? Triều đình Huế, từ vua đến quan, ai nấy đều chỉ khư khư giữ lấy quyền chức. Bọn họ khác hẳn với Hoàng Diệu kia. Ngài Rivière, chúng ta hạ thành Hà Nội sớm ngày nào tốt ngày đó. Chúng ta cần sớm sắp đặt bộ máy cai trị trên mảnh đất thuộc địa này. Ta biết, Việt Nam chính là mảnh đất địa chính trị quan trọng để quân Đại Pháp ta làm bàn đạp tiến chiếm các nước Đông Dương cùng Trung Hoa. Ta đã thảo xong tối hậu thư cảnh báo cho Hoàng Diệu chuẩn bị dâng thành Hà Nội cho quân đội của Đại Pháp. Henri Rivière, hắn nghĩ mình là ai mà lại yêu cầu ta phải tự phá bỏ hệ thống phòng thủ trong thành? Phải giải giới binh sĩ, rồi các quan trong thành phải ra trình diện để quân Pháp vào thành kiểm kê lúc 8 giờ. Quá lắm rồi. Tổng đốc, chúng ta không thể thực hiện những gì chúng yêu cầu được. Như vậy có khác nào là tự dâng thành cho chúng? Đúng vậy, chúng ta thả chết cũng không thể dâng thành cho chúng. Nhưng viện binh chưa tới, với số quan binh và khí giới hiện nay, e rằng... Mặc dù chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận chiến, nhưng trong lúc này, nếu phải đối đầu với bọn chúng, e rằng tổn thất không nhỏ. Có lẽ phải điều đình trì hoãn với quân Pháp để ta có thời gian cầu viện binh. Điều đình với bọn chúng ư? Liệu chúng có nghe hay không? Chưa biết việc điều đình trì hoãn có thành công không, nhưng việc phải làm vẫn phải làm. Án sát Tôn Thức Bá, ông hãy thay ta đến gặp đại tá Henri Rivière. Ông phải làm sao để có thể trì hoãn sự vụ này. Việc cấp bách, ông hãy đi ngay đi. Tuân lệnh tổng đốc đại nhân. Đại tá, có án sát Tôn Thức Bá xin tới gặp ngài. Án sát Tôn Thức Bá sao? Giờ này ngoài tổng đốc Hoàng Diệu, ta không gặp bất cứ ai tới đây. Đại tá, đã gần 8 giờ rồi. Trong tối hậu thư ta đã nói với Hoàng Diệu sẽ gặp các quan thủ thành Hà Nội ra trình báo. Nếu quá 8 giờ thì... Báo cáo tổng đốc, các tàu chiến của Pháp đang nã pháo vào thành. Trong tối hậu thư, Rivière có viết hẹn 8 giờ kiểm kê quan quân. Này mới quá 15 phút mà bọn chúng đã nổ súng. Hãy mau lệnh cho quan quân cố thủ giữ thành. Với tinh thần kiên quyết chống giặc, tổng đốc Hoàng Diệu đã không nhân nhượng với những yêu sách của quân Pháp. Đây chính là lý do đại tá Henri Rivière cho tàu chiến nã pháo vào thành Hà Nội sáng ngày 25 tháng 4 năm 1882. Cuộc chiến giữ thành của tổng đốc Hoàng Diệu sẽ tiếp tục như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi ở tập. Cuối tháng 4 năm 1882, kho thuốc súng trong thành phát nổ khiến quan quân giữ thành hoảng loạn. Quân Pháp thừa cơ tấn công mạnh mẽ. Dù quyết tâm bảo vệ thành, nhưng trước thế tấn công như vũ bão của quân Pháp và lực lượng quân triều đình ngày càng mỏng, tổng đốc Hoàng Diệu đành hạ lệnh cho quân lính giải tán để tránh thương vong. Xông vào! Tất cả binh sĩ hãy gắng sức, bằng mọi giá phải giữ thành. Tổng đốc, quân ngũ rối loạn, nhiều vị trí quân quân bỏ chạy thoát thân nên quân Pháp đã ùa cả vào thành rồi. Phen này sợ rằng không giữ được thành rồi. Tổng đốc, nếu cứ cố chống trả thì... Hạ lệnh cho binh sĩ giải tán để tránh thương vong. Tổng đốc, đành để mất thành vào quân Pháp như vậy sao? Quân Pháp hỏa lực quá mạnh, chúng vào thành như vũ bão, cố gắng cố thủ cuối cùng cũng không thể giữ được thành. Hãy lệnh cho anh em giải tán.
Thánh thượng, thần có tội với thánh thượng, có tội với trăm dân Hà Thành. Thành mất không cứu được, thật hổ với nhân sĩ Bắc Thành lúc sinh tiền. Thần chết có quản gì, nguyện theo Nguyễn Tri Phương xuống đất, quân phương muôn dặm, huyết lệ đôi hàng. Thánh thượng, Tổng đốc Hoàng Diệu quả là một trang hiệt kiệt. Ông ấy theo gương Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, kiên trung giữ thành Hà Nội. Thật đáng tiếc. Nguyễn Tri Phương, rồi nay là Hoàng Diệu. Các ông ấy quả là những vị danh tướng anh dũng của nước Nam ta. Hỡi ôi, trẫm là vua một nước, trẫm đã làm gì để giữ nước đây? Từng bề tôi của trẫm cứ lần lượt ra đi, họ vì chiến đấu chống ngoại bang xâm lấn, còn trẫm thì bất lực ngồi đây, không thể làm gì hơn. Thánh thượng, xin bớt đau buồn. Trong tình cảnh này, hy sinh đổ máu là điều khó tránh khỏi. Có những con người kiên gan như Tổng đốc Hoàng Diệu, đó chính là tấm gương để triều đình ta ra những quyết sách chống Pháp. Thưa tất cả mọi người, hôm nay chúng ta tới đây để tri ân người anh hùng Tổng đốc Hoàng Diệu. Ông đã sống chết với Hà Thành của chúng ta, đời chúng ta, đến đời con cháu chúng ta, ngàn năm sau vẫn luôn nhớ ơn tấm gương trung kiên ấy. Cuộc chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội do Tổng đốc Hoàng Diệu chỉ huy cuối năm 1882, mặc dù thất bại nhưng đã thể hiện tinh thần quyết chiến dũng cảm của ông. Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết tại Võ Miếu để không rơi vào tay giặc, hưởng thọ 54 tuổi. Lòng yêu nước, căm thù giặc và sự kiên trung của Tổng đốc Hoàng Diệu mãi được đời sau ghi nhớ và tri ân.